Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 156 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này trên gốc cây đại thụ, thiếu nữ áo xanh váy trắng ngồi xếp bằng. Đàn tranh xanh biếc giống như là phỉ thúy được nàng để nhẹ trên hai đầu gối. Bàn tay ngọc thủ trắng muốt như là dương chi bạch ngọc nhẹ nhàng đưa ra, sau đó chậm chậm rơi xuống trên dây đàn. Tĩnh tịch tình tang. Dây đàn khẽ rung nhẹ, không gian xung quanh của Ứng Hoan Hoan dường như đều vặn vẹo. Cô nàng lúc này đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú cây đàn tranh phía trước. Trong chớp mắt dường như là rơi vào một loại trạng thái cực kỳ là chuyên chú và tập trung tư tưởng. Một loại chấn động vô cùng kinh người từ trong thân thể của nàng và cây đàn tranh trước mặt nháy mắt mà lan tỏa. Lâm Động tự hồ có một chút kinh hãi nhìn cỗ ba động kinh người đang tản mắt ra từ trên thân thể của Ngoan Hoan. Chợt ánh mắt liếc nhìn cây đàn tranh màu phỉ thúy bên dưới, đồng tử liền co rút lại một chút. Là linh bảo sao? Từ chấn động kinh người kia mà xem thì cây đàn tranh trong tay của Ứng Hoan Hoan hiển nhiên là một loại linh bảo cực kỳ cường đại. Hơn nữa nhìn vào mức độ của sự ba động đó, thậm chí so với cả Hắc Long Phiên Thiên Ấn mà hắn đoạt được trong chiến trường viễn cổ còn cường hãn hơn. Có lẽ trong tầng cấp linh bảo thiên cấp cũng đủ để được xưng là thượng đẳng. Thân phận của nha đầu này e rằng không hề kém. Trong lòng của Lâm Động lóe lên suy nghĩ này. Cái loại linh bảo thiên cấp thượng đẳng này hiển nhiên chính là loại bảo vật không tầm thường. Nếu như mang ra bán đấu giá, chí ít thì cũng giá trị hơn ngàn vạn niết bàn đan. Các đệ tử bình thường căn bản xuất ra không nổi loại khoản tiền này. Mà đối với cả thân phận của Ứng Hoan Hoan, Lâm Động lại biết được không nhiều lắm. Hắn chỉ biết rằng tỷ tỷ của nàng là đại sư tỷ của Thiên Điện, là nhân vật xuất chúng nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi của Đạo Tông. Bây giờ xem ra đôi tỷ muội này trong Đạo Tông có lẽ bối cảnh cũng không hề đơn giản. Đông đông đinh đinh. Trong lúc mà ý nghĩ trong lòng Lâm Động đang xoay chuyển thì hai người Khương Côn và Viên Lăng đã lướt mạnh qua. Nguyên lực hùng hồn bạo phát, trực tiếp bao phủ toàn thân của Hỏa Tinh Viên Vương. Muốn động thủ sao? Muốn chết thật sao? Hỏa Tinh Viên Vương nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt hỏa hồng sắc cũng lóe lên một sát ý hung ác. Đối diện với cả thế tấn công liên thủ của hai người Khương Côn, nó lại không hề có một chút dấu hiệu rút lui nào, trái lại sải bước bước ra. Sát ý ngập trời tràn ra che kín cả bàn tay to lớn, giống hệt là tinh thể hỏa hồng sắc kia. Trên nắm tay lại còn mang theo một cỗ tinh phong sắc bén, hung hăng vỗ thẳng về phía hai người Khương Côn. Âm ầm. Quyền phong cuồng bạo dị thường do ba người phát ra trực tiếp va chạm lẫn nhau ở giữa không trung. Trong lúc mà hai bên tiếp xúc với nhau, một thanh âm va chạm nhất thời vang lên toàn trường. Sau đó một cỗ lốc xoáy năng lượng cực kỳ là kinh người, trong khoảnh khắc thổi quét lên, trực tiếp đẩy lùi hai người Khương Côn về đằng sau mười mấy bước. Mà phía bên kia thì Hỏa Tinh Viên Vương cũng chỉ lùi về sau hai bước đã có thể ổn định lại được thân hình. Sức chiến đấu dũng mãnh của yêu thú vào lúc này cũng triển lộ hoàn toàn không thể nghi ngờ. Chỉ một chút xíu năng lực ấy mà cũng dám gây phiền phức cho bổn vương sao? Thật là chẳng biết trời cao đất rộng gì cả. Một quyền đẩy lui hai người Khương Côn, Hỏa Tinh Viên Vương lúc ấy cũng lớn tiếng mà cười, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường và châm biếm. Nhưng mà ngay khi mà nó vừa dứt tiếng cười, một tiếng đàn du dương lại đột nhiên vang vọng. Sau đó từng vệt sóng âm xanh biếc từ giữa không trung nhanh chóng tản ra, nháy mắt đã bao vây lấy toàn thân của Hỏa Tinh Viên Vương. Cái quỷ gì thế này? Cặp mắt hỏa hồng sắc của Hỏa Tinh Viên Vương chợt lóe, một quyền oanh kích ra, nện thẳng lên những luồng sóng âm xanh biếc đang khuếch tán ra kia. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, những đạo sóng âm kia lại bị một quyền quán phá tan.
không chịu nổi một đòn sao? Nhìn thấy những vệt sóng âm này, ngay cả một đòn của bản thân cũng không thể nào tiếp nhận nổi, Hỏa Tinh Viên Vương kia liền nhếch mép cười lạnh lùng. Nhưng mà nụ cười lạnh lùng của nó vẫn còn chưa rõ ràng thì đột nhiên cứng ngắc trở lại. Bởi vì nó phát hiện ra rằng những đạo sóng âm đã bị nó phá vỡ kia không tiêu tán, mà trái lại giống như là giòi bám trong xương vậy, bám chặt lên người của nó, và cuối cùng là nhanh chóng xâm thực vào bên trong thân thể của nó. Mà theo những điểm sáng xanh biếc kia xâm nhập vào trong thân thể, ánh mắt của Hỏa Tinh Viêm Vương lập tức biến đổi. Bởi vì nó nhận thấy được rằng những nơi mà những điểm sáng xanh biếc kia lướt qua, cơ thể nó lại truyền ra một cảm giác tê liệt rất là nhỏ. Thậm chí ngay cả lực lượng đang bắt đầu muốn tràn ra cũng đều có chút tắc nghẽn không thông. Tiểu nha đầu kia, ngươi muốn chết sao? Vào thời điểm này, Hỏa Tinh Viên Vương mới biết được sự lợi hại của những làn sóng âm này. Nó liền gầm lên giận dữ, hai mắt hỏa hồng sắc nhìn thiếu nữ áo trắng váy xanh trên cây đại thụ. Bàn chân khổng lồ hung hăng dẫm mạnh lên mặt đất, liền hóa thành một đạo thân ảnh đỏ rực, pha lẫn khí hung sát quẩn quẩn ngút trời, lướt mạnh về phía của Ứng Hoan Hoan. Tích tịch tình tang. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan vẫn luôn dừng lại trên cây đàn tranh, nhưng nàng hiển nhiên là cũng nhận thấy được luồng kình phong thô bạo đột nhiên ập đến kia. Lập tức ngón tay nhỏ trắng như ngọc đột nhiên lướt nhẹ lên trên dây đàn một cái. Một làn sóng âm xanh biếc sáng chói, nhanh như chớp từ trên cây đàn tranh bạo lượt mà ra, lại hóa thành những mũi tên ánh sáng xanh biếc phô thiên cái địa bắn ra, giống như là một trận mưa tên vậy, hung hăng bắn về phía của Hỏa Tinh Viên Vương. Đinh 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 đinh. Những mũi tên sáng xanh biếc đều trút lên người của Hỏa Tinh Viên Vương. Những mũi quang tiễn này cực kỳ sắc bén, cho dù là lớp da của Hỏa Tinh Viên Vương có tầng phòng ngự cực mạnh, nhưng mà nó vẫn cảm thấy đau nhói đến từng cơn. Hơn nữa những đạo quang tiễn này trong lúc nổ tung lại không có tản đi, ngược lại hóa thành dịch thể màu xanh biếc dính lên thân thể của Hỏa Tinh Viên Vương, lại còn không ngừng chui vào trong cơ thể của nó. Hống một tiếng, Hỏa Tinh Viên Vương hiển nhiên là bị thủ đoạn này của Ứng Hoan Hoan làm cho nổi giận. Hỏa hồng sắc trong hai mắt nhất thời lóe lên sáng rực. Hồng quang quẩn quẩn ngất trời đột nhiên từ trong cơ thể của nó bùng phát ra. Không ngờ lại có thể phá tan được tầng dịch thể màu xanh biếc quanh thân. Sau đó một bàn tay cực lớn hướng về ới Ứng Hoan Hoan đập mạnh một cái. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan khẽ ngước lên, nhìn về phía bàn tay cực lớn đang hung hăng đập đến của Hỏa Tinh Viên Vương kia, thế nhưng mà lại không có dấu hiệu sẽ né tránh. Đúng vào lúc này thì một cái thiết ấn màu đen khổng lồ đột nhiên gào thét bay tới, đón gió lên cực lớn. Chợt có một âm thanh long ngâm vang vọng khắp nơi, một đạo long linh màu đen từ trên thiết ấn kia gào thét mà ra. Long chảo cự đại của đầu long linh kia hung hăng va chạm với cả cự quyền của Hỏa Tinh Viên Vương đang đánh tới. Kình phong cuồng bạo nháy mắt lan tràn, đám đại thụ xung quanh đó trực tiếp biến thành bột phấn ngay tại đương trường. Mà thế tiến công của Hỏa Tinh Viên Vương kia cũng bị chặn lại. Tiểu tử chết tiệt này. Hỏa Tinh Viên Vương nổi giận nhìn về phía cái thiết ấn cực lớn lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy bên trên cái thiết ấn đó, Lâm Động đang cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu cô nương này có lòng tốt đánh vài tiếng đàn giúp ngươi vui, nhưng mà ngươi cái tên ngu xuẩn này cũng không quá hiểu phong tình rồi, Lâm Động trêu tức mà nói. Nghe thấy Lâm Động nói đùa như vậy, Ứng Hoan Hoan nhịn không được mà cười khẽ một cái. Cái tên này xem ra là cố tình chọc cho Hỏa Tinh Viên Vương nổi điên đây mà. Ha ha, lão tử xé xác ngươi ra. Hỏa Tinh Viên Vương quả thật đã bị Lâm Động chọc tức không ít, sát ý trong cặp mắt hỏa hồng sắc tuôn trào. Nhưng mà khi hắn vừa muốn động thủ thì sau lưng nó đột nhiên có hai luồng kình phong hung hãn dị thường lướt mạnh đến, chính là hai người Khương Côn vừa mới bám theo bà đến. Đối với cả hai người Khương Côn mà nói, Hỏa Tinh Viên Vương kia hiển nhiên không dám xem thường. Hơn nữa lúc này nó đang bị tiếng đàn quái dị quấy nhiễu, sức chiến đấu cũng hạ xuống khá là nhiều. Lúc này chỉ có thể buộc phải xoay người, một lần nữa cùng hai người Khương Côn quấn bệnh cùng một chỗ. Lâm Động từ trên cao nhìn xuống phòng chiến hung bạo dị thường bên dưới, chợt bàn tay vung lên. Long linh màu đen khổng lồ đang xoay quanh thiết ấn rất nhanh lướt ra, sau đó bao bọc lấy thân thể của Ứng Hoan Hoan bên trong. Hắn cũng nhìn ra được, tiếng đàn kỳ dị của nàng dường như là có công hiệu ức chế sức mạnh của Hỏa Tinh Viên Vương. Có tiếng đàn của nàng tương trợ thì trận chiến đấu này muốn thu phục Hỏa Tinh Viên Vương cũng không phải là quá mức khó khăn.
Tiếng đàn của Ứng Hoan Hoan tương đối quan trọng, cho nên phải bảo vệ thật tốt người này một chút. Long Linh lúc này gào thét mà đến. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan khẽ liếc nhìn Lâm Động một cái. Chợt tốc độ gảy đàn của bàn tay ngọc cũng đột nhiên gia tăng lên. Từng luồng sóng âm xanh biếc từ giữa không trung quách tán ra, không ngừng quấn quanh Hỏa Tinh Viên Vương đang kịch chiến với cả hai người Khương Côn bên dưới. Mà trong lúc hai người Khương Côn và Viên Vương kịch đấu, thì Nguyên Phương đã mang theo một vài đệ tử khác nhanh chóng thối lui về sau, sau đó hướng về phía những Hỏa Tinh yêu viên đã bị Ứng Hoan Hoan thôi miên khi trước giải quyết từng tên một. Ầm ầm. Trận chiến đấu dữ dội trong rừng sâu không ngừng điên cuồng bùng nổ. Có điều theo thời gian trôi qua, Hỏa Tinh Viên Vương kia đã dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hết thảy việc này đều do hiệu quả của tiếng đàn xâm thực của Ứng Hoan Hoan. Bằng không chỉ sợ rất khó có thể giữ chân được Hỏa Tinh Viên Vương vào lúc này. Cái tên đại gia hỏa này sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chú vào trận chiến bên dưới, trong cặp mắt không nhịn được mà xẹt qua một sự vui mừng. Bàn tay ngọc cũng bất giác chậm lại một chút. Cứ đánh đi, đừng thả chậm tiếng đàn làm gì. Lâm Động cách Ứng Hoan Hoan gần nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện thế tiến công của tiếng đàn trở nên chậm lại, lập tức sắc mặt khẽ biến, trầm giọng mà nói. Nghe được âm thanh của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan khẽ rung người lên một chút. Nhưng mà khi nàng vừa muốn gia tăng thế tiến công, thì Hỏa Tinh Viên Vương bên dưới lại ngẩng mặt lên trời gào thét dữ dội. Thanh âm gào thét cực lớn, không ngờ lại có thể ngăn cản được tiếng đàn vừa thoáng chậm lại một chút kia. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc khi mà tiếng đàn bị ngăn chặn lại, khí thế của Hỏa Tinh Viên Vương đột nhiên tăng vọt. Một quyền đánh ra, mạnh mẽ đẩy lùi hai người Khương Côn về phía sau. Sau đó bàn chân to lớn dẫm mạnh xuống mặt đất, trực tiếp phóng thẳng về phía sau. Cẩn thận, hắn muốn chạy trốn đó. Khuôn mặt của Ứng Hoan Hoan biến sắc, vội vàng nói. Sau đó bàn tay ngọc của nàng đột nhiên gảy mạnh dây đàn, ý đồ muốn đem Hỏa Tinh Viên Vương ngăn chặn lại. Hống hống. Nhưng mà lúc này Hỏa Tinh Viên Vương cũng đã học được sự thông minh. Từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc xen lẫn với cả năng lượng hùng hồn, không ngừng điên cuồng từ miệng nó truyền đến, khiến cho tiếng đàn của Ứng Hoan Hoan ít nhiều cũng bị quấy nhiễu. Chết thiệt thật. Thấy vậy thì Ứng Hoan Hoan lập tức khẽ cắn răng ngà, trong cặp mắt trong suốt chợt lóe lên hàn mang. Nhưng mà vào lúc nàng sắp vận dụng một vài thủ đoạn gì đó, Lâm Động đã từ đầu vẫn luôn đứng trên thiết ấn, nhìn chăm chú tất cả lại đột nhiên vọt mạnh ra. Tốc độ của Lâm Động cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt của Hỏa Tinh Viên Vương. Chỉ là phế vật ngũ nguyên niết bàn, còn dám ngăn cản bổn vương sao, không biết sống chết. Hỏa Tinh Viên Vương vừa nhìn thấy Lâm Động trước mặt mình, lập tức phẫn nộ cười một tiếng. Nắm đấm cực lớn trực tiếp mang theo một luồng kình phong quần quận ngất trời, hung hăng đánh thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận. Đám người Ứng Hoan Hoan phía dưới thấy một màn như vậy, lập tức kinh hãi. Bọn họ biết rất rõ ràng công kích của Hỏa Tinh Viên Vương cuồng bạo đến cỡ nào. Ầm. Nắm tay cực lớn nhanh chóng phóng đại trong đồng tử Lâm Động. Nhưng mà sắc mặt hắn thì vẫn như cũ bất động như là mặt giếng cổ. Ngay chỗ mi tâm của hắn, một khe nứt màu xám nháy mắt ngưng tụ, sau đó nhanh chóng vỡ ra. Một con mắt màu xám ẩn chứa hung khí ngập trời lại một lần nữa hiện lên. Hoàng Vũ yêu nhãn. Cùng lúc nhìn thấy yêu nhãn ở giữa mi tâm của Lâm Động còn có đám người Ứng Hoan Hoan, ngay sau đó ánh mắt bọn họ cũng đột nhiên ngưng trọng lại. Ngay khi mà yêu nhãn màu xám từ chỗ mi tâm của Lâm Động hiện ra, một thứ sát người kinh người cũng vào lúc này từ trong con mắt đó điên cuồng thổi quét mà ra. Yêu nhãn hiện lên thì không có bất cứ một sự chậm trễ nào. Một luồng ánh sáng màu xám tràn đầy sức công phá cực kỳ khủng bố đột nhiên vụt mạnh ra. Những nơi mà chùm sáng màu xám kia lao vút qua, không gian nhất thời cũng trở nên vặn vẹo. Mà Hỏa Tinh Viên Vương với vẻ mặt hung sát kia, ánh mắt vào lúc này cũng kịch biến, cảm giác nguy hiểm dày đặc từ trong lòng nó mạnh mẽ mà tràn ra. Hống. Tiếng gào thét thô bạo bỗng nhiên từ trong miệng của Hỏa Tinh Viên Vương rít gào truyền tới. Hống mang sáng chói cũng vào lúc này từ trong cơ thể của nó phô thiên cái địa dũng mãnh tràn ra. Và cuối cùng lại trong âm thanh răng rắc, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng tinh thể hỏa hồng sắc bao bọc lấy thân thể của nó ở bên trong. Ánh mặt trời chiếu rọi trên tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia rắn chắc giống như là kim cương vậy, tản ra sức phòng ngự cực kỳ là cường đại và đáng sợ. Còn về phần luồng ánh sáng màu xám kia, thế nhưng mà cũng không bởi vì vậy mà có chút tạm dừng nào, trực tiếp xuyên qua hư không, sau đó trong chớp nhoáng đã oanh kích dày đặc vào tầng tinh thể hỏa hồng sắc kia.
Xuy xuy xuy. Ngay khi những luồng ánh sáng màu xám kia đánh trúng, thì những tia thanh âm xuy xuy rất nhỏ không ngừng lan truyền. Và ngay sau đó là cặp mắt hỏa hồng sắc phía dưới tinh thể kia lại đột nhiên co rụt lại. Một tia hoảng sợ từ trong đó lóe lên. Bởi vì với sự quan sát của nó, thì những nơi mà chùm ánh sáng màu xám kia lướt qua, trên tầng tinh thể bắt đầu nhanh chóng vỡ ra từng vết nứt dài. Răng rắc. Tốc độ lan tràn của những vết nứt này cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt, gần như chỉ là trong chớp mắt đã lan tràn ra đến toàn bộ tầng tinh thể. Phá. Tầng quang mang màu xám trong mắt Lâm Động bắt đầu khởi động. Một đạo thanh âm lạnh như băng thấu xương từ trong miệng hắn khẽ truyền ra. Phành. Ngay khi mà âm thanh này vừa dứt, thì tầng tinh thể hòa hồng sắc kia lập tức nổ tung lên, những mảnh vỡ tinh thể bay múa đầy trời. Mà tùm ánh sáng màu xám kia lại tiếp tục thẳng tắp bay xẹt qua, và cuối cùng là trong ánh mắt hoảng sợ của Hỏa Tinh Viên Phương nhanh chóng xuyên thẳng qua trán của nó. Chùm tia sáng màu xám này ngay sau đó trực tiếp bắn ra từ phía sau đầu của Hỏa Tinh Viên Phương, mang theo một tia máu tươi, sau đó là lướt vụt đến phía xa xa, biến mất không thấy đâu nữa. Một cái lỗ máu liền từ chỗ trán của Hỏa Tinh Viên Vương hiện lên, máu tươi quần quận chảy xuống, nhưng mà bị trúng một công kích chí mạng này, Hỏa Tinh Viên Vương kia cũng không có ngay lập tức chết đi. Trên gương mặt của nó trái lại đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Thân hình nó loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, khí tức toàn thân nhanh chóng ủ rũ xuống. Vậy mà còn chưa chết sao? Mấy người Úng Hoan Hoan nhìn thấy Hỏa Tinh Viên Vương này không ngờ vẫn còn sót lại khí tức, tất cả đều kinh hãi. Sức sinh tồn của con yêu thú này quả nhiên là quá cường hãn. Oanh. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn Hỏa Tinh Viên Vương với khuôn mặt tràn đầy máu tươi đằng kia, cũng không chút do dự, bàn tay nắm chặt lại. Thiết ấn màu đen gào thét mà đến, đòn gió bạo trướng, giống như là một tòa thiết sơn, mang theo sức mạnh đáng sợ hung hăng nện thẳng lên thân thể đầu của Hỏa Tinh Viên Vương kia. Ầm ầm. Trong một đạo âm thanh cực lớn vang lên trên bầu trời, thân thể khổng lồ của Hỏa Tinh Viên Vương lập tức bị thiết ấn cực lớn đánh cho rơi thẳng xuống và cuối cùng rơi mạnh xuống mặt đất. Cỗ sức mạnh khủng bố đó cũng làm cho mặt đất chấn động rung chuyển. Mặt đất sụp đổ, cái thiết ấn màu đen kia giống như là một ngọn núi chấn áp Hỏa Tinh Viên Vương bên dưới. Trên dưới mặt đất xung quanh không ngừng nứt toác ra từng đạo khe hở to lớn. Trên bầu trời Lâm Động nhìn thấy đầu Hỏa Tinh Viên Vương đã bị thiết ấn màu đen chấn áp bên dưới, trong mắt lóe lên hàn ý. Hai bàn tay nắm chặt lại, hai cánh tay trực tiếp co duỗi nhanh như chớp, cuối cùng biến thành hai long thủ màu xanh lạnh như băng đồng thời vô cùng dữ dằn. Soạt. Thân thể Lâm Động soạt một tiếng đã xuất hiện bên dưới thiết ấn màu đen, sau đó hai bàn tay nắm chặt, từng quyền hung hãng đệm trên thiết ấn. Choeng 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 choeng. Âm thanh kim thiết vang lên lanh lảnh, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo không gì so sánh, từ trên thiết ấn lan truyền ra. Đám người Úng Hoan Hoan ở bên cạnh có chút trừng mắt há hốc miệng mà nhìn lên cái thiết ấn màu đen giống như là một ngọn núi vậy, trực tiếp bị Lâm Động hung hăng đánh mạnh chìm vào trong lòng đất. Thật là một tên gia hỏa bạo lực. Khương Côn nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân có chút không lạnh mà run. Lâm Động lúc trước cũng không có ra tay, nhưng mà ai ngờ rằng tên này không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại tàn nhẫn đến như vậy. Công kích như thế này rơi xuống, cho dù sức sống của Hỏa Tinh Viên Vương Nguyên có mạnh hơn nữa, e rằng cũng tuyệt đối không còn được sống. Dưới ánh mắt của mấy người Úng Hoan Hoan nhìn chằm chằm giống như là nhìn quái vật kia, Lâm Động cũng dần dần đình chỉ hai tay mình lại. Thân thể khẽ rung nhẹ, hai cái long thủ màu xanh biếc nhanh chóng tiêu tán đi. Sau đó hắn nhìn về phía đám người phía trước, điềm nhiên như là không có việc gì, xoa xoa hai nắm tay có chút tê tê mà nói: "Nếu đã muốn giải quyết các loại yêu thú này, vậy thì đừng cho nó cơ hội liều mạng nào cả. Nếu không muốn nó chạy, chúng ta không thể ngăn cản được đâu." Lúc này bên dưới thiết ấn vẫn còn máu tươi đang không ngừng chảy ra. Lâm Động đứng bên trên thiết ấn, khuôn mặt trẻ tuổi cũng giống như là bọn kia, lại khiến cho mấy người Khương Côn cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ hiểu rõ nếu như là đổ lại là bọn họ thì tuyệt đối sẽ không có khả năng quyết đoán giống như hắn. Có lẽ nó không còn thở nữa rồi. Viên Lăng cười cựa một tiếng hỏi. Lâm Động cười cười, bàn tay phất lên, cái thiết ấn màu đen khổng lồ bay đi và cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lướt vào trong lòng bàn tay Lâm Động. Mà theo sự thu hồi của thiết ấn, cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm cũng ngay lập tức lan tàn ra. Úng Hoan Hoan ngửi thấy cỗ khí tức huyết tinh đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút trắng bệch. Hiển nhiên nàng cũng không có dũng khí đi xem cảnh huyết nhục mơ hồ bên dưới kia. Lập tức bàn tay ngọc trắng nõn giơ ra, đất bùn trên mặt đất khẽ động, nháy mắt đã lấp đầy lại cái hố to đằng kia. Vùi lấp cái hố to đầy huyết nhục kia xong, thì Úng Hoan Hoan ôm lấy cây đàn tranh màu xanh phỉ thúy từ trên cây đại thụ lướt xuống, sau đó bàn tay lật đã thu hồi xong cây đàn tranh.
Hoàng Vũ yêu nhãn quả nhiên rất mạnh, người có thể tu luyện thành công được nó thật sự là rất biến thái đấy. Ứng Hoan Hoan liếc mắt nhìn Lâm Động. Nếu như lúc nãy không phải nhờ Lâm Động phát động Hoang Vu yêu nhãn đánh cho Hỏa Tinh Viên Vương đến nỗi trọng thương, thì toàn bộ phần công kích cực kỳ hung sát sau đó hiển nhiên cũng không thể là có hiệu quả được. Hoang Vu yêu nhãn quả nhiên rất là mạnh, người có thể tu luyện thành công được nó thật sự là rất biến thái đó. Ứng Hoan Hoan liếc mắt nhìn Lâm Động. Nếu như lúc nãy không phải nhờ có Lâm Động phát động Hoang Vu yêu nhãn đánh cho Hỏa Tinh Viên Vương đến nỗi trọng thương, thì toàn bộ phần công kích cực kỳ hung sát đó hiển nhiên không thể nào mà có hiệu quả được. Hai người Khương Côn và Viên Lăng ở bên cạnh cũng có chút hoảng sợ nhìn về phía Lâm Động, trong mắt không còn vẻ đắc ý như lúc trước nữa. Sau khi mà biết được thực lực thật sự của Lâm Động cùng với cả cái loại thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đó, bọn họ hiển nhiên đã không dám xem hắn như là một đệ tử mới gia nhập nữa. Lâm Động cười cười. Hoàng Vũ yêu nhãn mỗi khi mà sử dụng đều có sự xâm thực cực lớn đối với cả hai mắt của chính mình. Với các loại trả giá này, sức mạnh đạt được làm sao có thể nhỏ yếu được. Đương nhiên là các loại xâm thực này đối với cả người có thạch phù thần bí chân giữ bên trong thân thể như Lâm Động mà nói, hiển nhiên cũng không có sự uy hiếp nào. Trong lúc mà mấy người Lâm Động đang nói chuyện, trong rừng rậm cũng có mấy đạo âm thanh xé gió dồn dập truyền đến. Sau đó thì Nguyên Phương dẫn theo mười mấy tên đệ tử nhanh chóng lao vút mà tới. Mà sau khi nàng ta nhìn thấy đám người Lâm Động yên ổn không việc gì, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng mới thư giãn một chút. Hỏa Tinh Viên Vương đâu rồi? Vừa hạ xuống mặt đất thì Nguyên Phương đã đưa mắt đảo một vòng, sau đó kinh ngạc mà hỏi. Bàn chân của Khương Côn rậm rậm nhẹ xuống mặt đất. Ánh mắt của Nguyên Phương nhìn qua chỗ đó, sau khi nhìn thấy mặt đất bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm và một cái hố khá là lớn, trên mặt lập tức biến sắc, thanh âm kinh ngạc mà nói. Giải quyết xong rồi sao? Ít nhiều cũng phải nhờ đến Hoang Vu yêu nhãn của Lâm Đạo sư đệ đó. Viên Lăng cười. Hoang Vu yêu nhãn? Nghe được cái tên này, Nguyên Phương và một vài đệ tử bên cạnh nàng lập tức động dung. Thân là đệ tử Đạo Tông, bọn họ hiển nhiên đã từng nghe nói qua thứ môn vũ kỹ kỳ dị này trong Hoang Điện. Chỉ là không ngờ Lâm Động trước mắt đây lại có thể tu luyện thành công được nó. Nếu như là không phải nhờ có Khương Côn sư huynh bọn họ đánh cho Hỏa Tinh Viên Vương sức cùng lực kiệt, thì ta cũng không có cơ hội ra tay đâu. Lâm Động cười lắc đầu, thật sự là không có ý ôm đồm hết công lao. À Phương tỷ, những đầu yêu viên kia sao rồi? Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan nhìn Nguyên Phương mà hỏi. Đều đã giải quyết xong hết cả rồi. Nguyên Phương gãy gật đầu, sau đó ánh mắt có chút phức tạp, nhìn hướng về phía tiên nguyên cổ thụ cách đó không xa. Nàng biết rằng nếu như là tin tức ở đây mà truyền đi, e rằng cả vùng huyết nham địa đều sẽ xôn xao lên. So với cả hạt giống của tiên nguyên cổ thụ, thì một cái quặng mỏ nhỏ bé này cũng không đáng để nhắc tới. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nhìn về hướng cây đại thụ cổ lão màu đen phá vỡ mặt đất mà mọc lên kia. Bên trong ánh mắt rực lửa cũng tràn ngập sự ngưng trọng. Vốn chỉ là một nhiệm vụ bình thường, chỉ e bởi vì nó mà trở nên đã phức tạp rồi. Làm thế nào để có thể biết được có hạt giống bên trong gốc cây con này hay không đây? Lâm Động nhìn về phía Ứng Hoan Hoan mà hỏi. Đợi đến lúc mà mớ quả thực của nó tự nhiên rụng xuống, nếu như là bên trong đó thật sự có hạt giống, thì hạt giống đó cũng sẽ tự động xuất hiện thôi. Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Nhìn mức độ năng lượng của mỡ quả thực này, có lẽ không quá thời gian 5 ngày nữa sẽ rụng xuống thôi. Thời gian 5 ngày sao? Lâm Động mấp máy miệng khẽ gật đầu. Vậy có cần một phen triệu tập tất cả đệ tử đến đây không? Nguyên Phương hỏi. Vậy thì quá nhiều người sẽ biết rồi. Lâm Động khẽ lắc đầu chợt trầm ngâm mà nói. Sáng chậm tối nhanh, không cần quá mức rêu rao đâu, chỉ cần làm như bình thường là được. Nếu quả thật đúng là những gì mà Ứng Hoan Hoan đã nói, thì huyết nham địa này hỗn loạn như vậy, vậy thì hành động trên quy mô lớn ngược lại sẽ làm cho người ta chú ý. Một khi mà tin tức về tiên nguyên cổ thụ này truyền ra ngoài, vậy thì tình cảnh bọn họ e rằng thật sự rất là nguy hiểm. Nguyên Phương gật gật đầu. Tuy rằng thực lực Lâm Động hiện tại còn kém một chút, nhưng mà trong ngôn ngữ lại rất là cẩn thận ôn trọng, nói ra lời nào là không có cơ hội cho bọn họ phản bác. Được rồi, đã vậy thì để yên lặng chờ đợi 5 ngày đi. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan chuyển hướng về phía đầu tiên nguyên cổ thụ, bàn tay trắng nõn chậm rãi nắm chặt lại. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này e rằng sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Đây là một gian phòng khá tối tăm và u ám. Bên trong gian phòng một ngọn lửa đang âm thầm nhảy múa. Ánh lửa nhỏ bé này bị bóng tối áp chế cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt mở rộng ra có thể nhìn thấy được trong bóng tối kia có thể có mấy bóng đen. Một trong số đó dường như đang ngồi sau một chiếc bàn tròn. Chiếc hắc bào rộng bao phủ quanh thân thể hắn. Một thớ hơi thở u ám từ trong thân thể hắn chậm rãi tỏa ra. Không khí trong phòng tương đối là áp lực. Sau một hồi khá lâu thì bóng đen đang ngồi kia đột nhiên duỗi tay áo ra một cái. Một bàn tay tái nhợt đặt xuống bàn, nhẹ nhẹ một chút. Hỏa tinh viên vương chết rồi sao? Giọng nói khàn khàn mà thờ ơ từ dưới hắc bào truyền ra. Đúng vậy. Hơn nữa ngay cả bọn yêu viên tại đó cũng đều chết hết cả rồi. Không còn một con nào cả. Có lẽ hẳn là đám đệ tử đạo tông làm. Mấy tên gia hỏa này từ khi nào mà thủ đoạn trở nên mạnh mẽ như vậy? Trong gian phòng một bóng đen động đậy một chút trầm giọng mà nói. Hai ngày trước có bốn tên đệ tử đạo tông vừa đến. Có lẽ là có liên quan đến bọn chúng đó. Xem ra tiên nguyên cổ thụ cũng bị bọn chúng phát hiện ra rồi. Đạo bóng đen kia trầm mặc một lúc lâu, giọng nói khàn khàn cất lên. Lão đại, có cần động thủ ngay không? Với thực lực của đám đệ tử đạo tông trong vùng quặng mỏ kia, chúng ta muốn đoạt lấy tiên nguyên cổ thụ rất là dễ dàng thôi. Một bóng đen hỏi. Nếu chỉ là thế lực bình thường, hiện tại động thủ cũng không có việc gì. Có điều đó chính là đạo tông đó. Nếu như là còn chưa xác định xem trong tiên nguyên cổ thụ kia có hạt giống hay không, vậy nên không cần thiết phải ra tay vội. Chỉ là mấy tiên nguyên cổ quả, tuy giá trị không tệ, nhưng vì vậy mà chọc giận đạo tông thì cũng không đáng đâu. Bóng đen ở vị trí đầu tiên khẽ vẫy vẫy bàn tay nhợt nhạt mà nói. Cứ đợi vài ngày nữa, nếu như là trong tiên nguyên cổ quả kia thật sự có hạt giống, đến lúc đó động tĩnh sẽ không nhỏ. Âm thầm phái người đến khu vực phụ cận quảng mọ kia, giám sát bọn chúng cho thật kỹ cho ta. Vậy nếu như là có hạt giống tiên nguyên cổ thụ tồn tại thì sao? Một người nhẹ giọng hỏi. Nếu như có hạt giống thì... Thân thể của bóng đen thủ lĩnh hơi nghiêng về phía trước. Áo bào đen phía trước hất lên để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn nhếch miệng âm lãnh mà nói. Vậy thì chỉ có thể trách mấy tên gia hỏa kia xui xẻo. Ai dám ngăn cản, toàn bộ giết sạch. Nếu đến lúc đó đạt được hạt giống tiên nguyên cổ thụ, giao cho thượng tầng nguyên môn, vậy thì tội của chúng ta lúc trước có thể được giảm bớt. Đến lúc đó cho dù là đạo tông có tức giận đến đâu đi nữa thì cũng có thể làm được gì. Lẽ nào bọn họ còn dám một lần nữa giết lên nguyên môn sao? Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ khát máu của khuôn mặt gã thủ lĩnh kia, mấy thân thể bóng đen trong lòng cũng thoáng run rẩy lên một chút, chợt cũng đều nhếch miệng cười rộ. Bóng cây từ giữa không trung lan rộng ra, cắt ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống kia thành vô số những mảnh đốm đốm, sau đó chiếu rọi xuống trên người mấy cái bóng ngồi xếp bằng dưới kia. Một vài vết đốm đốm rơi trên mặt của Lâm Đậu, hai mắt khép hờ của hắn cũng khẽ mở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía gốc cây màu đen ở phía trước. Lúc này bên trên năm quả thực đỏ thẫm treo trên cây kia cũng phát ra chút quang mang tiên diễm giống như là sắp sửa chín rồi. Có lẽ rất là nhanh thôi. Lâm Động nhẹ giọng thì thào một tiếng, từng tia tinh thần lực cũng tuôn ra từ trong đê hoàn cung, sau đó đem bất kỳ động tĩnh trong cánh rừng này phản hồi trở lại cho hắn. Nhờ vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được có mấy chục cỗ khí tức rất là mạnh đang ẩn náu trong rừng. Đó đều là các đệ tử của đạo tông. Ở nơi xa hơn còn có không ít đệ tử đạo tông đang tuần tra vô cùng nghiêm mật. Xoạt xoạt. Tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng thu hồi lại. Chợt trên mặt đất trước mặt hắn, một đôi giày nhỏ xinh xắn đột nhiên xuất hiện. Lâm Động khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn. Liền nhìn thấy Ứng Hoan Hoan hai tay chắp sau lưng, đứng phía trước nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt to long lanh kia tràn đầy sức sống. Cách đó không xa thì Khương Côn và Viên Lăng cũng đang thấp giọng nói chuyện. Có điều ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Động. Đương nhiên phần nhiều hơn chính là dừng lại trên người thiếu nữ áo trắng váy xanh kia. Có thể dễ dàng nhìn ra được cả hai người đều có ý thích nàng. Có vẻ tinh thần lực của ngươi cũng không tệ nhỉ. Dưới sự chăm chú của hai người bọn Khương Côn, Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lâm Động, chợt nhoẻn miệng cười. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được Lâm Động đang dùng tinh thần lực dò xét xung quanh. Lâm Động cười cười chẳng nói năng gì. Trong lòng cũng vì sự nhạy bén của Ứng Hoan Hoan mà cảm thấy có chút giật mình. Tinh thần lực quán xưa nay thì tương đối là nội liễm. Nếu như là không phải là người có trình độ tương đối là
không tệ ở trong tu luyện tinh thần lực, thì rất khó có thể cảm nhận được tinh thần lực quán đang dò xét. Ta mặc dù chủ tu nguyên lực, nhưng mà tinh thần lực cũng coi như là không tệ. Tuy không mạnh bằng ngươi, nhưng mà cũng coi như là vượt qua một lần phong lôi kiếp đó. Ứng Hoan Hoan dường như là nhận ra sự nghi ngờ của Lâm Động, lập tức cười mà nói. Cặp mày của Lâm Động lúc này nhịn không được mà nhướng lên một chút. Hiển nhiên là không ngờ thiếu nữ trước mặt này lại là đồng tu luyện nguyên lực và tinh thần lực. Trong lòng thoáng giật mình một chút. Chẳng trách mà tiếng đàn của nàng ta kỳ diệu như vậy. Xem ra nguyên nhân là do tồn tại của tinh thần lực rồi. Cẩn thận một chút cũng không dư thừa. Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Hắn cũng biết rằng Ứng Hoan Hoan hiểu rõ ràng mình dùng tinh thần lực để làm gì. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, không ngờ kết quả lại trở nên phiền phức như thế này. Ứng Hoan Hoan ngồi xuống bên cạnh Lâm Động. Đồng tử của nàng nhìn chằm chằm vào gốc cổ thụ màu đen phía trước, chợt mỉm cười mà nói. Chẳng qua ta lại kỳ vọng như thế. Nếu như chúng ta thật sự có thể đạt được hạt giống tiên nguyên cổ thụ, đối với đạo tông chúng ta mà nói, đây là một việc tốt ngàn năm khó gặp. Sau này sẽ có vô số đệ tử vì đó được lợi không nhỏ. Thực lực của đạo tông chúng ta cũng có thể từ đó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Động nghe thấy vậy chợt khẽ rùng mình một cái. Cô nàng thiếu nữ trước mặt này lúc nói ra những lời đó, trên gương mặt cũng không có một chút dục vọng nào. Đối diện với cả sự mê hoặc của hạt giống tiên nguyên cổ thụ này, tất cả những gì nàng nghĩ đến cũng chỉ là vì tranh thủ lợi ích cho đạo tông mà thôi. Lâm Động nhếch miệng lên một chút, ánh mắt thoáng có vẻ phức tạp. Những gì hắn trải qua hiển nhiên nhiều hơn không ít so với cả Ứng Hoan Hoan. Kinh nghiệm trong bao nhiêu năm nay cũng khiến tính cách hắn trở nên cẩn thận hơn rất là nhiều. Tuy rằng bây giờ hắn có ấn tượng rất là tốt đối với cả đạo tông, nhưng thực sự mà nói, sau khi mà biết được mức độ quý giá của hạt giống tiên nguyên cổ thụ kia, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn lại không phải là nên làm thế nào để đoạt được nó dành riêng cho đạo tông. Có lẽ bởi vì tuổi tác của hắn không lớn hơn Ứng Hoan Hoan bao nhiêu, nhưng nội tâm lại không đơn thuần như nàng. Đương nhiên, nếu như là trong những trải nghiệm những năm qua của hắn, trong lòng Lâm Động vẫn còn lưu giữ cái thứ đồ vật ấy, có lẽ hắn cũng sẽ không có cơ hội đi đến bước này rồi. Nhìn thấy cô nàng thiếu nữ hai má tràn đầy sự vui mừng phát ra từ nội tâm kia, miệng của Lâm Động cũng không nhịn được mà nhếch lên thành một đường cong. Một tông phái có được sự ngưng tụ nhân tâm mạnh mẽ như vậy mới thật sự là một tông phái mạnh mẽ chân chính. Ở bên trong Đông Huyền vực này, sự cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn là cực kỳ kịch liệt. Thực lực của tông phái nếu như là có thể tăng lên, thì những sư huynh đệ chúng ta khi mà ra ngoài hành tàu cũng có thể được che chở nhiều hơn đó. Bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan đưa lên, đỡ lấy chiếc cằm trắng như tuyết. Mái tóc đuôi ngựa đen nhánh từ chỗ vai của nàng khẽ buông xuống. Chợt nàng dường như là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nước mắt nhìn Lâm Động, trong mắt không còn chút xem thường nào nữa. Thiên phú của ngươi rất cao, nếu như là ngươi gia nhập thiên điện mà nói, thành tựu chắc chắn sẽ rất là tốt. Có điều may mắn là biểu hiện của ngươi ở hoang điện cũng không tệ. Nếu không ta thật sự chẳng biết nói thế nào với một tên gia hỏa chỉ bởi vì sở thích của chính mình mà lựa chọn lung tung như ngươi đâu. Lâm Động cũng chỉ cười cười, không giải thích quá nhiều về mặt này. Bây giờ hắn đã hiểu rõ, ngày đó trên trạch điện thai, không phải Ứng Hoan Hoan cố ý chĩa mũi nhọn vào hắn, mà nguyên nhân thực sự là bởi vì cái mà nàng gọi là lựa chọn lung tung, không chút trách nhiệm của hắn đã chọc giận nàng. Hiện tại mặc dù hắn có lẽ có chút khó có thể làm được đến mức đặt tông phái ở vị trí đầu tiên trong lòng như Ứng Hoan Hoan, nhưng mà lại lý giải được sự giữ gìn này. Yên tâm đi, nếu như là tiên nguyên cổ thụ này thật sự là có hạt giống, chúng ta nhất định có thể mang nó về được. Lâm Động khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nở ra nụ cười xinh đẹp, nét mặt tươi cười động lòng người, chợt nhếch đôi môi lên, gật đầu thật mạnh. Này, hai người các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Hai người Khương Côn và Viên Lăng cuối cùng nhịn không được mà đến gần. Chỉ có điều trong lời nói nhìn qua thì như là không có gì lạ, lại hiện ra một chút khó chịu trong đó. Điều này không khỏi làm cho Lâm Động có chút mỉm cười. Vừa muốn nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiên nguyên cổ thụ đằng kia. Lúc này năm quả thực đỏ chói trên cây lại bắt đầu khẽ rung lên. Ồ, quả thực sắp chín rồi kìa. Mấy người Ứng Hoan Hoan cũng lập tức có cảm giác,
chợt dâng trào vẻ mừng rỡ khẩn trương trên mặt. Ánh mắt của Lâm Động ngưng tụ trên thiên nguyên cổ thụ kia, từng tia năng lượng ba động kinh người không ngừng khuếch tán ra, thậm chí ngay cả mặt đất cũng khẽ run rẩy. Tốc độ rung lên của năm quả đỏ thắm bắt đầu tăng lên, một thoáng sau thì đột nhiên rung lên dữ dội, lại rời khỏi thân cây rơi xuống. Bàn tay Lâm Động vung lên, một cỗ hấp lực bộc phát mà ra, đã đem năm quả tiên nguyên cổ thụ kia hút vào trong tay. Nhưng mà lúc này hắn cũng không vội xem xét bọn chúng, ánh mắt của tất cả bọn họ đều dừng lại trên tiên nguyên cổ thụ đằng kia. Sau khi mà quả thực rơi xuống rồi, năng lượng ba động truyền ra từ trong tiên nguyên cổ thụ lại không hề có chút yếu bớt nào cả. Ánh sáng màu xanh lục dày đặc từ vị trí gốc của nó lan tràn lên, cùng với lúc đó thì một cỗ sinh cơ mênh mông nồng đậm phảng phất như là bùng phát ra từ giữa thân cây của nó. Nhìn thấy loại động tĩnh như thế này, trong mắt mấy người Ứng Hoan Hoan lập tức phát ra sự ngạc nhiên kinh hỉ. Ông ông! Tiên nguyên cổ thụ run rẩy mãnh liệt, đột nhiên một đạo lục quang chợt xuất hiện từ trong giữa thân cây. Các loại sức sống kinh người đó chính là từ trong đạo lục quang này mà phát ra. Hả? Tiên nguyên cổ trùng? Và lúc này giọng nói vui mừng khôn xiết đã trực tiếp phát ra từ miệng của Khương Côn. Ánh mắt của Lâm Động đang chăm chú nhìn đạo lục quang kỳ dị kia, chợt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong khoảnh khắc đồng tử hắn co rụt lại, thì tiên nguyên cổ thụ kia đột nhiên rung lên dữ dội. Một đạo lục quang to lớn đột nhiên từ trên ngọn cây phun ra, và cuối cùng là phá tan rừng rậm, trực tiếp chui vào trong mây xanh. Lâm Động nhìn thấy động tĩnh như vậy, sắc mặt chốc lát cũng tối sầm lại. Cái đạo lục quang khổng lồ phá tan rừng rậm xông vào mây xanh, sau đó giống như là một cái lồng lục quang khổng lồ vậy, từ bầu trời bao phủ xuống toàn bộ khu rừng. Động tĩnh lớn như vậy, trong phòng phạm vi trăm dặm đều có thể trông thấy rõ ràng. Sắc mặt Lâm Động u ám nhìn một màn này, chợt hít vào một hơi thật sâu. Xem ra muốn yên lặng, đem tuyên nguyên cổ trùng về với Đạo Tông là chuyện không có khả năng rồi. Mấy người Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh lúc này sự vui sướng trên gương mặt cũng nhanh chóng biến mất. Trong mắt ba người đều thoáng qua một tia hoảng sợ nồng đậm. Bên trong rừng rậm thì Nguyên Phương cũng đã bị động tĩnh này khiến cho kinh động, dẫn theo mười mấy gã đệ tử nhanh chóng lao vụt qua. Sau đó nàng nhìn sắc mặt mọi người cũng thầm than một tiếng. Này, đã truyền tin tức về chưa? Lâm Động nhanh chóng thu liễm lại tâm tình, trầm giọng mà hỏi. Hẳn là đã đến rồi. Có điều e rằng thì viện thủ có nhanh đến đâu đi nữa cũng phải ngày mai mới có thể đến. Nguyên Phương cười khổ một tiếng, sau đó dừng lại một chút mà nói. Mặt khác, vẫn còn một tin tức không tốt đâu. Lúc trước chúng ta ở xung quanh vùng quặng mỏ đã phát hiện ra tung tích của vài người. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ là má ấn chúng thôi. Cái gì? Má ấn chúng sao? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt đám người Ứng Hoan Hoan lập tức biến đổi. Sao? Đó là cái gì vậy? Lâm Động nhíu mày, hỏi. Là một phương thế lực khá nổi danh trong huyết nham địa. Thủ lĩnh của bọn chúng tên là Diêu Linh, đứng hàng thứ tư trong tông phái thông tập bảng. Thực lực đã đạt đến cấp độ cảnh giới kiểu nguyên niết bàn vô cùng cường hãn rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn nhẹ răng ngà mà nói. Cái gì? Kiểu nguyên niết bàn? Lúc này sắc mặt của Lâm Động cũng khẽ biến đổi. Thật là không hổ là Đông Huyền Vực. Tuy tiện gặp ở ngoài một đám hung đồ, thực lực lại cường hãn đến như vậy. Diêu Linh này đã từng là chấp sự của Nguyên Môn, nhưng mà sau đó bởi vì phạm phải sai lầm lớn đã bị trục xuất khỏi tông phái. Nhưng mà bản thân hắn trong Nguyên Môn cũng có chút bối cảnh, có thể làm cho chấp pháp đội Nguyên Môn buông lỏng việc truy sát hắn. Mấy năm gần đây thì luôn trà trộn vào trong huyết nham địa, cũng coi như là có danh tiếng không kém. Nguyên Phương bổ sung mà nói. Không ngờ lại bị đúng đám sa hỏa khủng bố này theo dõi. Khương Côn âm thầm oán hận mà nói. Trong vòng khu vực mấy trăm dặm gần mỏ quặng chúng ta, có tổng cộng là 3 tòa thành thị, trong đó đều là long xà hỗn tạp. Nơi này của chúng ta bây giờ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ thu hút không ít người tới đây. Nếu như là tin tức của tiên nguyên cổ trùng truyền ra, vậy thì nguy to rồi. Nguyên Phương nói đến đây, cặp mày đã nhíu lại, ngưng trọng dị thường. Thu lấy hạt giống trước đi. Lâm Động trong mày chợt trầm giọng mà nói. Ừ. Ứng Hoan Hoan gật đầu, cũng không dám chậm trễ, bước nhanh về phía trước. Bàn tay trắng nõn xuyên qua cột quang mang lục sắc, sau đó một tay chụp lấy quang điểm sáng chói như là một viên ngọc ở bên trong đó.
Ngay khi mà Ứng Hoan Hoan chụp lấy quang điểm xanh lục kia thu tay về, thì cột ánh sáng to lớn kia cũng dần dần tan đi, mà ánh mắt của bọn Lâm Động cũng ngưng trọng nhìn sang. Lúc này trong bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan, một hạt giống tròn trịa màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm đó. Mặt ngoài của hạt giống ấy dường như là có phù văn thiên nhiên hình thành hiện ra, một thứ sức mạnh kinh người liên tục không ngừng phát ra từ bên trong hạt giống đó. Đây chính là hạt giống của tiên nguyên cổ thụ sao? Lâm Động nhìn về phía gốc cây màu đen kia. Ngay khi hạt giống bên trong bị lấy đi, ánh sáng màu xanh biếc vốn dĩ tràn ngập xung quanh thân cây kia cũng nhanh chóng tan biến, sức sống của nó cũng yếu đi rất là nhiều. Thân thể màu đen của nó giống như là đúc bằng hắc thiết vậy. Cành cây kéo dài ra như là nhánh sắt thép lạnh như băng. Cái cảm giác lạnh buốt rắn chắc tràn ngập ra xung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm vào thân cây, ánh mắt khẽ động, đưa tay ra sờ nhẹ lên đó. Lúc mà bàn tay hắn sờ vào thân cây màu đen mà lạnh buốt kia, lại đột nhiên cảm thấy một sự vận chuyển của nguyên lực trong người cũng lặng yên trở lên chậm chạp, giống như là đã bị áp chế vậy, lập tức trong lòng khẽ kinh hãi. Thân cây của tiên nguyên cổ thụ có hiệu quả thần kỳ, áp chế các loại năng lượng. Chỉ có nắm vào các vị trí sát gốc của nó mới có thể tránh được hiệu quả áp chế thôi. Nhưng mà mấy cái thứ này quá mức là nặng nề, cho dù là vài người chuyên tu sức mạnh thân thể cũng không cách nào tùy ý vũ động được nó đâu. Ứng Hoan Hoan dường như là biết rõ Lâm Động đang nghĩ gì, mở miệng mà nói. Hả? Lâm Động nghe thấy vậy, cặp mày khẽ trao lại, tiến lên một bước, sau đó bàn chân hung hăng dậm mạnh lên mặt đất một cái. Mặt đất trước mặt trực tiếp bị sức mạnh của Lâm Động làm cho nứt vỡ ra, xuất hiện một bộ rễ màu đen đan xen vào nhau bên dưới gốc tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động khom người, xòe lớn bàn tay, một tay nắm lấy bộ rễ màu đen lớn nhất ở trong đó. Chỗ hắn đưa tay vào thì một thứ cảm giác lạnh lẽo và thê lương thấu xương nháy mắt thâm nhập vào thân thể của hắn. Quả nhiên như vậy. Lâm Động dùng hết sức kéo mạnh, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cho dù là với sức mạnh của hắn thì tiên nguyên cổ thụ cũng không hề cử động một chút nào. Có điều càng như vậy thì ngược lại càng kích thích sự hứng thú của Lâm Động. Lập tức thì bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, gân xanh trên cánh tay hiện lên quẩn quẩn. Trong mơ hồ lại có long ấn màu xanh dày đặc hiện lên, một cỗ sức mạnh bàng bạc âm thầm bộc phát. Dưới sức mạnh long hóa khủng bố như vậy của Lâm Động, tiên nguyên cổ thụ dài mấy trượng kia trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Ứng Hoan Hoan bên cạnh thật sự đã bị Lâm Động mạnh mẽ nhổ lên. Một tay Lâm Động nắm chặt gốc đại thụ, sau đó vung mạnh lên, lập tức không khí trước mặt nứt toác ra. Một cỗ lực lượng vô hình bạo phát, trực tiếp xé rách mặt đất trước mặt, tạo thành một số khe hở rộng vài trượng. Tốt, thứ này rất tốt. Nhìn thấy lực đạo của thứ này mạnh mẽ như vậy, Lâm Động cũng nhịn không được mà khẽ nhếch miệng cười. Chợt bàn tay vung mạnh lên, không một chút khách khí nào đem toàn bộ thân cây tiên nguyên cổ thụ cho vào trong túi càn khôn. Sau đó ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy đám người Ứng Hoan Hoan đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt cổ quái. Thấy vậy da mặt của Lâm Động cũng không nhịn được mà thoáng đỏ ửng, ho khan một tiếng. Hắn vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Phiền phức đến rồi đó. Âm thanh vừa dứt thì thân hình của Lâm Động khẽ động, trực tiếp lao mạnh đi, phá tan rừng rậm bên trên. Thân thể xuất hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó ánh mắt hắn liếc nhìn và cuối cùng dừng lại giữa không trung phía xa xa. Ở đó chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mười mấy bóng đen đang lẳng lặng huyền phù. Bên dưới những bộ hắc bào kia, từng đạo ánh mắt u ám âm trầm đang nhìn chằm chằm bọn họ. Rừng cây phía bên dưới khẽ chấn động, đám người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn cũng nhanh chóng lướt đến, sau đó dừng lại bên cạnh Lâm Động, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Quả nhiên là bọn hỗn đản ma ấn chúng này. Nguyên Phương nhìn thấy mười mấy bóng đen kia, ánh mắt khẽ trầm xuống, cắn răng mà nói. Vẫn còn có không ít người đang rất nhanh tiến vào trong này đâu. Có lẽ là những cường giả và thế lực mạnh nhất ở đây đã bị kinh động mà tới đó. Tinh thần lực của Lâm Động khuếch tán ra, chợt thở ra một hơi thật sâu. Ở chân trời phía xa, hắn có thể cảm nhận được một vài âm thanh xé gió cực kỳ nhỏ. Một vài khí tức mỏng manh cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Trong cánh rừng phía dưới thỉnh thoảng vẫn còn đệ tử lão tông lướt đến, số lượng cũng không ít, ước chừng khoảng hơn 100 người. Chỉ có điều Lâm Động lại biết rõ, nếu như tin tức của tiên nguyên cổ trùng này truyền ra, chỉ dựa vào những người bọn chúng có lẽ rất khó mà trực tiếp trấn áp được bọn họ.
Nguyên Phương, có vài thứ không thể giấu lâu được đâu. Hãy thành thật mà giao tiên nguyên cổ trùng ra đây. Nếu không các ngươi ngày hôm nay e rằng không khỏi phải máu chảy thành sông. Phía trước nhất của mấy mấy đạo bóng đen kia, một người khẽ vén hắc bào, lộ ra một khuôn mặt trung niên âm lãnh. Hắn cười quái dị nhìn chằm chằm Nguyên Phương mà nói: Tô Lôi, đồ của đạo tông ta, ngươi cũng dám tranh giành sao? Ánh mắt của Nguyên Phương lạnh giá quát mắng: Ha 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 ha, chỉ cần bọn ta có được tiên nguyên cổ trùng, tự nhiên có thể để lão đại bọn ta đi đến nguyên môn đổi lấy tặng phẩm cực lớn. Đạo tông ngươi có thể làm được thế nào chứ? Gã trung niên được gọi là Tô Lôi kia cười lạnh mà nói: Tên kia là lão nhị của ma ấn chúng, tên là Tô Lôi, mệnh danh là Tô Đao, thực lực cảnh giới là bát nguyên niết bàn đó. Ứng Hoan Hoan thấp giọng nói với cả Lâm Động bên cạnh: Thành viên trung tâm của ma ấn chủng có tổng cộng là 6 người, đều là nhân vật của tông phái thông tập bảng. Ngoại trừ Tô Lôi này ra thì 4 người còn lại hết thảy đều là thực lực thất nguyên niết bàn. Lão đại của bọn chúng hình như không hiện thân thì phải. Ánh mắt Lâm Động đảo qua người đám hắc bào kia hỏi: Đúng vậy, cái tên kia hành sự cực kỳ xảo trá. Nhưng mà ma ấn chúng đã hưng sư động chúng đến như vậy, hắn nhất định cũng ẩn náu trong nơi bí mật nào đó mà quan sát chúng ta thôi. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Chợt hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về chân trời đằng xa xa. Ở nơi đó thì từng tiềm điểm đen đang bay nhanh đến. Một lát sau thì cuối cùng hóa thành những đạo nhân ảnh xuất hiện trên khoảng không trung của cánh rừng. Ánh mắt tràn ngập hồ nghi cũng nhìn về phía đám người của Lâm Động. Nhìn xung quanh nơi này ngày càng có nhiều cường giả chạy đến, trong lòng Lâm Động cũng trở nên trầm trọng. Tình cảnh này thật sự trở nên cực kỳ không ổn rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 156 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Dẹp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.